Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống hôm nay. Chuyên mục kỳ này chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn công tác nâng cao chất lượng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn và phóng sự chủ động kiểm soát bệnh không lây nhiễm. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, Thái Nguyên có trên 288.000 trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi và hàng trăm nghìn trẻ dưới 5 tuổi. Những năm trở lại đây, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cải thiện, nhưng tình trạng trẻ em thiếu vitamin, thiếu sắt, kẽm, suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên và là những nguyên nhân chính dẫn tới chiều cao thấp ở thanh niên. Mời quý vị theo dõi về các biện pháp ngành y tế đã và đang triển khai nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Mặc dù nhà gần trạm y tế, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại xóm trung tâm xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, rất ít khi đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ khi bị những cơn đau đầu kéo dài hành hạ, bà Thanh mới đến trạm y tế để khám. Kết quả huyết áp của bà lên đến 184/96. Bà mới giật mình lo lắng khi biết mình bị huyết áp cao và đối diện với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không nghĩ rằng cái huyết áp nó lại cao như thế. Bác sĩ cũng tư vấn cho là uống thuốc, về uống thuốc huyết áp đều đặn và ăn uống và mọi sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe để nó đảm bảo được cái áp huyết nó giảm xuống, chứ không như thế này tôi rất lo lắng. Những trường hợp ít đi khám bệnh như của bà Thanh không phải hiếm gặp. Hiện nay, rất nhiều người dân còn chủ quan với bệnh không lây nhiễm nói chung và bệnh tăng huyết áp nói riêng. Qua các đợt khám sàng lọc tại cộng đồng của ngành y tế cho thấy, có đến trên 47% người được phát hiện mắc bệnh tăng huyết áp, trên 40% người mắc tiền đái tháo đường và gần 19% trong số đó được xác định mắc đái tháo đường type 2. Đây là con số đáng báo động, đòi hỏi ngành y tế phải có nhiều biện pháp tích cực nhằm kịp thời phát hiện và kiểm soát bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở. Những cái bệnh nhân này thì phần đa chủ yếu là gặp ở những lứa tuổi các cụ, người cao tuổi, trên 60 tuổi trở lên. Phần đa là do tâm lý cũng chủ quan, các cụ thì cứ nghĩ là thôi để lúc nào có vấn đề sức khỏe thì mới đi khám. Cho nên là có những cụ đi khám thì huyết áp rất là cao, có khi là đến 100, 200, 180, 200. Thế những chỉ số huyết áp cao rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng đã cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể và y tế đồng bản của xóm cũng thực hiện cái công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, toàn tỉnh hiện có khoảng gần 50.000 người mắc các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư là những bệnh có số người mắc cao nhất và đang ngày một gia tăng. Mặc dù vậy, không phải tất cả bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm đều được khám định kỳ và kiểm soát bệnh. Hậu quả là rất nhiều người phải chịu những di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong do tăng huyết áp hoặc các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như loét chi, cụt chi, mù lòa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền đối với cộng đồng và tổ chức các đào tạo cầm tay chỉ việc cho tuyến để có hỗ trợ về khám phát hiện sàng lọc. Cùng với các đợt đấy thì các đợt chiến dịch truyền thông tại các trạm y tế vừa khám sàng lọc và tư vấn trực tiếp cho các đối tượng để nâng cao các nhận thức về phòng tránh các bệnh không lây nhiễm, trong đó có chương trình tăng huyết áp và đái tháo đường. Song song với những nỗ lực của ngành y tế, thiết nghĩ biện pháp tốt nhất đối với mỗi người là phòng tránh bệnh bằng lối sống lành mạnh, đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, từ đó kiểm soát hiệu quả các bệnh không lây nhiễm. Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng. Tại Thái Nguyên, theo thống kê, có khoảng gần 50.000 người mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó chủ yếu là các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch. Và có đến 40% số bệnh nhân này không được phát hiện sớm và kiểm soát bệnh hiệu quả. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Để nâng cao chất lượng dân số, việc cải thiện chiều cao, thể lực, nhất là sự can thiệp mạnh mẽ về chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ là việc làm cần được chú trọng, đặc biệt trong 5 năm đầu đời của trẻ. Trường Mầm non Liên Cơ, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 500 học sinh từ 2 đến 5 tuổi. 100% các cháu được ăn bán trú tại trường. Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc bổ sung đủ dinh dưỡng cho các cháu phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Năm
nhà trường phối hợp với trung tâm y tế phường Phan Đình Phùng có kiểm tra sức khỏe đầu vào và đánh giá sức khỏe đầu ra cho các con. Đối với các con bị suy dinh dưỡng thì nhà trường sẽ có kế hoạch và cùng với nhà phụ huynh có chế độ chăm sóc đặc biệt để cải thiện tình trạng sức khỏe cho các con. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng luôn chú trọng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Với thực đơn khẩu phần ăn của các con trong nhà trường luôn xây dựng đảm bảo đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất, đó là chất năng cột đường, chất béo, chất đạm, chất xơ và vitamin. Song song với đó thì nhà trường cũng tăng cường các bữa sữa để các con có thể cải thiện về chiều cao và cân nặng. Việc cải thiện tầm vóc thể lực của người Việt Nam luôn là một trong những mục tiêu chiến lược được Đảng Nhà nước đặt ra trong những năm qua. Ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên cũng có những hoạt động rất tích cực để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ. Ngoài việc triển khai các hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, thì công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng được duy trì thường xuyên. Trung tâm y tế cũng đã hàng năm đều có cái triển khai tập huấn chuyên môn để làm sao triển khai các cái kiến thức mới về công tác phòng chống suy dinh dưỡng, thành lập các cái mô hình, các cái tư nhóm tư vấn ở dưới cộng đồng. Ví dụ các cái nhóm tư vấn mà trước đây duy trì thì kết hợp với lại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản để tư vấn cho trong cái buổi tiêm chủng, tư vấn cho các cái bà mẹ trực tiếp về vấn đề nuôi con, cái bữa ăn làm sao nó đảm bảo dinh dưỡng đủ các cái chất tốt nhất cho các cái cháu theo các điều kiện của gia đình. Nhờ có những hoạt động tích cực, trong những năm qua, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt. Nếu như năm 2017, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng chiếm 12,1%, thì đến 6 tháng đầu năm 2023, con số này giảm xuống còn 8,8%. Trẻ bị suy dinh dưỡng thể chiều cao trên tuổi năm 2017 chiếm 15,8%, thì đến nay giảm còn 12,3%. Trong thời gian tới thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ tham mưu cho Sở Y tế và phối hợp với các cấp các ngành các địa phương để nhằm tiếp tục giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em và đặc biệt là thể suy dinh dưỡng thấp còi, và tập trung vào các hoạt động. Thứ nhất đó là về công tác truyền thông, thứ hai nữa là tập huấn nâng cao năng lực cho các cái tuyến huyện, tuyến xã, và tiếp tục cung cấp các cái sản phẩm vi chất dinh dưỡng theo như hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng như là triển khai các hoạt động can thiệp khác, ví dụ như là cung cấp các hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em và đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, ăn nhiều rau xanh, giảm muối, đường, chọn lựa dinh dưỡng kết hợp rèn luyện thể thao trong trường học và ngoài cộng đồng là những giải pháp căn bản giúp giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng, thấp còi, góp phần đẩy mạnh, nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.